Xin kính chào các thượng đế. Bây giờ mình thực hiện test hoạt động chiếc đầu deck có thương hiệu là Tashikam, model là 112MK2. Chiếc đầu deck này là hàng nội địa, ăn điện 100V. Con này thì ăn ít điện, không phải lo ăn nhiều điện, mà thóc thì lại mềm mại và êm ái. Chiếc đầu deck này mình cung cấp với một mức thóc rẻ nhất của đất, đó là 2.480.000 đồng, không bao gồm phí ship vận chuyển. 2.480.000 đồng là tiền đầu đích, tiền vận chuyển hết bao nhiêu tiền người mua được quyền trả, người cung cấp như mình không có cái quyền trả tiền vận chuyển. Hân hạnh được phục vụ các thượng đế. Báo cáo, đây là chiếc đầu đích Tashikam có model là 112MK2 này. Đấy, từ từ nó mới nét, từ từ thì nó sẽ nhừ, từ từ thì khoai nó mới nhừ. Đầu đếch này đã có 2 video 3 video này, video để mời mọi người soi cái bộ cơ này, soi cái bộ cơ này. Đấy, video soi nội thất phên vỉ và video bảo là lưu ý khi lắp cái núm này vào này, núm này nó có con ốc này. Đấy nhá. Đấy, lưu ý. Đây, khi vặn hết lên là nó phải số 10 này. Đấy, khi vặn hết lên là như thế. Đấy, vặn hết lên là như thế. Đấy, thì cái này ấy, thì đúng ra là như vậy thôi. Còn ví dụ như mình vặn lệch đi thì nó chẳng sao cả. Thế nhưng mà cái lúc mình chỉnh như này, chỉnh như này nó khó. Tại vì đây nhà sản xuất người ta đánh dấu những cái con số vào đây rồi này. Đấy, điểm xuất phát là 0 này, vặn về hết là 0 này. Đấy, vặn về hết là 0 này. Cái này vặn về hết cũng là 0 này. Đấy, thì ví dụ như bây giờ đây, cái đường input này, left và right này, kênh trái và kênh phải, tức là mình chỉnh tín hiệu vào để sao cho nó đều nhau ấy, ví dụ 4 này. Đấy, thế nhưng mà nhiều khi mình còn nhìn cái đồng hồ vu này nữa. Thế nhưng mà ở đây cũng là một cái để ta dựa vào để ta chỉnh này, ví dụ số 4 này. Đấy, số 4 này mình không thích, số 4 thì mình để số 5 này. Đấy, để số 5 này nhá. Đấy, chiếc đầu đếch này nó có một cái điều rất chi là đặc biệt hơn so với những chiếc đầu đếch khác, đó là gì ạ? Đó là xin thưa với lại các thượng đế, tức là khi mà đưa tín hiệu ngoài vào để làm dề đấy, là không cần đưa băng vào, không cần đưa băng vào, cứ để cả cửa băng nó như thế này nó vẫn nói bình thường. Muốn nó nói bình thường ta chuyển cái công tắc này sang đường input. Đây. Là phải nín thở để cho điện thoại nó nét. Đấy, nín thở phát nét ngay. Chuyển sang đường input thì là cái tín hiệu ở ngoài vào để làm dề ấy, là ta chuyển sang đây là nó ra loa để ta thưởng nhạc ngay, chứ không cần phải đưa băng vào. Chứ còn có nhiều chiếc đầu ấy là phải đưa băng vào, xong là có chiếc đầu thì cần ấn một nút jack, có chiếc đầu thì lại phải ấn cả hai nút, tức là vừa jack vừa play, xong là tạm dừng thì nó mới thông tín hiệu. Cái này thì không cần phải thế, không dùng đến băng, không cần băng mồi. Đấy, thế mà khi mà ta dùng để làm dề ấy thì bộ cơ này nó không hoạt động, thế nên nó rất chi là bền bỉ. Chỉ khi nào ta dùng thì nó mới hoạt động thôi. Thế còn ta chuyển sang input này, bộ cơ này đứng yên, motor đứng yên, không động chạm gì cả, không chạy cái gì cả, thế thì có phải bền? Chứ còn đương nhiên nước chảy đá mòn, ví dụ có những cái chiếc đầu khác mà nhà sản xuất người ta thiết kế, tức là khi ấn play và ấn jack, xong là ấn tạm dừng hoặc là ấn nguyên nút jack thì là lúc rồi phần cơ là nó vẫn có điện nha. Đấy, cái này nó hiện đại hơn ở cái chỗ đấy. Đấy, ở đây đôn bay này, đây có cái công tắc đôn bay này là nén tần này. Đấy, NR này mình chả biết là cái gì, thế nhưng mà để ở đây này, ví dụ để ở đây này, để ở cái nước này này, thì âm thanh nó gọi là mình cảm thấy là nó ít check hơn một ít. Nhưng mà để sang bên đây này, để sang bên đây thì nó nhiều check hơn một ít. Lát nữa mình test, mình sẽ để chuyển cái chế độ ở cái chỗ này để mọi người cùng xem. Đấy, còn cái thằng cu này là Fone. Đấy, cái con đây là con chiết áp. Thế điều chỉnh cường độ tín hiệu để ra cái tai phone này, cái jack 6 ly này, chứ cũng chẳng có gì là ghê gớm cả. Đây, Fone. Đấy, Pro chuyên nghiệp này, Pro chuyên nghiệp HX này, Dunby BCNR HX Pro, không biết tiếng Tây. Đấy, và có đồng chí nào biết tiếng Tây thì dịch hộ. Trước tiên là trân trọng cảm ơn các đồng chí. Còn đây là bộ điều khiển cơ mềm, rất chi là nhẹ. Thế nhưng mà nhẹ và nhạy, nhẹ. Thế nhưng mà nó có nhạy hay không đấy là cả một vấn đề nhá. Nhưng mà đây nhẹ và nhạy. Đấy, nhẹ và nhạy. Còn ở đây, đây không biết là cái công tắc gì. Đây, này dừng cầm cái thằng cu này là cái con chiết áp để điều chỉnh tương ứng với lại cái công tắc này này, nhưng mà không biết là cái gì nữa.
Còn đây memo in, những cái này lốc 1, lốc 2 này không biết nó là cái gì. Cái này lại phải ngồi sờ lần thì mới biết được. Reset đồng hồ công tơ mét điện tử, công tơ mét điện tử reset tức là trở về không đấy, trở về trạng thái ban đầu đấy nha. Đẹp, hai đồng hồ vu này thì đẹp lắm, hai đồng hồ vu này thì rất chi là đẹp. Cho nó ăn điện nhá. Cái này cái cơ của nó cơ điện tử, thế nhưng mà ra cửa băng lại ra cơ, dậy ra cơ thì dùng tay ấn rách này đấy. Thế nên là cái bộ cơ này nó giảm đi về cái phần coi như là phức tạp của bộ cơ, nên khi nó mà trục trặc xử lý thì nó cũng không phức tạp lắm nhé, không phức tạp lắm. Bộ cơ này chạy độc nhất vô nhị, có một cái dây cu roa, còn bánh trung gian của nó thì chạy nguyên một cái motor, chạy nguyên bộ cơ. Có rất nhiều chiếc đầu đếch chạy những cái ba cái dây cu roa cơ, nhưng bộ cơ này chỉ chạy có một cái dây cu roa bản dẹt, thế là hết phim. Sướng. Đấy, nội thất biến áp nguồn thì to như biến áp âm ly, biến áp nguồn to như biến áp âm ly. Đấy. Còn ở đây cái đằng sau này có cái rắc, hai cái rắc này. Đấy. Đường input tức là đường tín hiệu vào đấy, tín hiệu vào tức là điện thoại rồi laptop đầu đĩa các thứ đưa vào đây. Thế nhưng mà tín hiệu audio ở cái thể analog thì nó mới ăn, nếu còn ở cái thể số ấy, là nó không ăn, nên là phải có cái thiết bị chuyển đổi từ số sang analog thì nó mới ăn nha. Output này là đường tín hiệu ra để đưa vào khuếch đại công suất để ta thưởng nhạc, có thế thôi. Đây tem mác của nó đây. Tascam model là 112MK2. Cái này không nhầm, đây này còn có số 1993, xong là có chữ của Nhật này. Đấy. Điện áp 100V, công suất tiêu thụ 20W. Công suất biểu kiến. Đây là mặt đằng trước đây. Đằng sau của mặt đằng trước. Mặt sau của mặt đằng trước. Đây chỗ đồng hồ vu đấy, để đồng hồ vu. Này đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi nhá, đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi, phên vỉ không có đào bới sơ lộn gì cả, còn hoạt động thì chỉ có Trần Văn Chuẩn đây, chỉ có Trần Văn Chuẩn đây này. Đấy. Phên vỉ thì video trước giới thiệu rồi, chia sẻ rồi, hay hai phên riêng biệt. Ê, thích phên bên đây là nguồn và điều khiển, còn cái thằng cu bên đây cả cái phên to này là coi như là thứ nhất là hiển thị đồng hồ vu, cái thứ hai là tín hiệu. Đấy, tín hiệu không liên quan đến bên đây cả, bên đây là chỉ có nguồn và điều khiển có bộ cơ đấy, loa dinh các thứ chạy đấy nhá. Thôi thế bây giờ mình chuyển sang anh Trần Văn Tét. Tét đây mình dùng cái chiếc đầu đĩa này, đĩa này lấy tín hiệu tét thâu băng luôn, tét thâu băng luôn, thu băng rồi phát nhạc luôn nhá. Đây dùng cái con băng Sony này. Đấy. Cái này nó nhận dạng băng cũng auto tự động. Bật nguồn lên này. Đấy, đây là công tắc nguồn này. Đấy. Đấy. Đây. Băng Sony Noir Rama này. Noir Rama này. Bây giờ mình lấy cái băng này ra nhá. Lấy cái băng ra, đưa cái băng cũ tổ này vào, đưa cái băng cũ tổ Maxen UD2 vào xem nó nhận dạng nó là cái băng gì nhá. Đấy. Băng cũ tổ này là băng CRO2. CRO2. Thế băng Metal, băng Metal đấy, đưa vào thì nó lại hiển thị lên chữ Metal. Đấy. Dùng con băng này để thâu băng luôn. Đấy. Thì khi thâu băng ấy thì khi thâu băng thì ấn hai nút lúc, vừa play và vừa rec, ấn một rec này không chạy, ấn vừa play vừa rec này. Đấy, đây. Ấn hai nút lúc. Chạy rồi đấy. Cho thằng khu này chạy lên, đây, cho thằng đĩa này chạy lên, đây, play. Đấy. Đây, điều chỉnh
tín hiệu đây.